cái chủ đích của mình đó là làm sao để mình phải thiết lập cho mình cái điều đó nó trở thành niềm tin của mình, thì mình phải rất là kỷ luật trong cái việc đó là mỗi ngày mình phải ứng dụng, mình phải thực hành, và muốn cái gì một khi đã đưa ra một cái quyết định rồi thì mình phải làm nó cho đến khi trở thành sự thật, chứ không có cà dịch được ạ. Có bao nhiêu số các anh chị rõ điều này comment tôi. Có thể mình có tiếng nói nhỏ nhưng và rồi cái kết thúc cuối cùng vẫn là phải là đạt được mục tiêu, tại vì mình có một cái khoảng thời gian chờ để các anh chị đưa ra quyết định. Có thể là đôi khi á cái đứa trẻ bên trong của các anh chị nó sợ, nó bảo rằng là sao ạ, thừa ghê lắm, siêu lòng quá được. Đứa trẻ bên trong mình sợ thì sao ạ, trấn an nó ngay, nhận thấy là ok cái đứa trẻ bên trong mình đang sợ thì sao ạ, trấn an nó không sao hết. Mà bây giờ mình đã có đầy đủ những cái tư duy kiến thức tầm nhìn, mình biết cái sức nhận thức rồi hấp dẫn nữa, là mình luôn sống thuận theo những quy luật vũ trụ đúng không ạ, thì mình sẽ đạt được những điều mình mong muốn thôi. Cùng nhau chúng ta sẽ tiến về phía trước để đạt được những mục tiêu này. Giờ mình là có môi trường câu lạc bộ, có người thầy dẫn đường nữa, nên là bạn yên tâm nhé. Có nghĩa là mình sẽ làm cho đứa trẻ bên trong của mình nó có được cái sự yên tâm, cái gì cái hạt giống nó sẽ nổi lên, hạt giống của sự sợ hãi nó sẽ nổi lên, sau khi mà nó nổi lên cái anh chị nhận thấy nó và cái anh chị sau chúng ta sẽ chuyển hóa rất là nhẹ nhàng thôi, phân tích cho nghe, sau đó nó sẽ cái hạt giống nó sẽ đi xuống trở lại, nhưng mà lâu lâu nó sẽ trồi lên lại, và khi mà nó trồi lên thì việc của mình là mình lại tiếp tục trấn an cái đứa trẻ bên trong của mình. Đấy, các chị nha. Và mỗi lần mà cái hạt giống mà nó trồi lên, cái chị trấn an nó đi xuống, thì mỗi lần nó đi xuống nó sẽ yếu đi, lâu lâu nó sẽ trồi lên, và cái anh chị trấn an phân tích cho cái đứa trẻ bên trong của mình nó có được sự yên tâm, thì nó sẽ lại tiếp tục, nó sẽ quay trở lại tiềm thức, và khi mà mỗi lần nó quay trở lại nó sẽ yếu đi, nó yếu dần yếu dần yếu dần yếu dần, và về sau là nó sẽ không có những cái nỗi sợ, nó sẽ không có hiện lên nữa. Nên là mỗi khi mà nỗi sợ xuất hiện hay tiếng nói nhỏ xuất hiện cái là cái đứa trẻ bên trong mình sợ, trấn an liền, tự mình phải nói chuyện với chính mình, tự mình phải nói chuyện với chính mình để trấn an mình, trấn an cái đứa trẻ bên trong của mình. Hai cái anh chị ha, nên tính ra cũng hay ha. Trong tuần vừa rồi mình gặp được cái đứa trẻ bên trong của mình ha, nên là mình có thể chữa lành, và bây giờ mình có thể là sao khuyên nhủ không sao đâu, giờ mình lớn rồi, không phải như hồi xưa nữa đâu, giờ mình đã biết về những kiến thức của trường câu lạc bộ cái thứ đúng không ạ, rèn luyện tư duy, phát triển tầm nhìn, luôn sống thuận theo những quy luật vũ trụ, thì mình chỉ nhận được những điều tốt đẹp thôi. Nên kêu bạn ấy yên tâm đi, yên tâm đi, giờ chúng ta cùng nhau nè là tập trung thực hiện cái điều này. Im liền, bắt đầu là xui xui là nghe chị thấy, bắt đầu cái hạt giống nó sẽ đi xuống lại, và mỗi lần nó đi xuống nó sẽ yếu đi, nó sẽ yếu dần, và sau này nó sẽ không có hiện lên nữa. Đúng không ạ? Cái điều đó nó được chữa lành hoàn toàn luôn nha các anh chị nha. Nên là mình phải biết cách nói chuyện với chính mình để chuyển hóa chính mình, đúng không ạ? Bây giờ các anh chị rõ phần này comment tôi ạ. Hay chưa? Nên dịp nói với các anh chị là mình học như thế này là nó là lý thuyết đúng không ạ? Các anh chị phải tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí câu lạc bộ. Mình phải được làm những cái quy trình các anh chị thì mình mới hiểu được. Rồi mình mới ứng dụng được, mình mới ứng dụng thành công nhanh được. Có những cái quy trình rất là tuyệt vời luôn. Dịp nói các anh chị là chủ nhật tuần này nè, đúng không ạ? Trong cái nhóm rèn luyện thân tâm trí á, mình sẽ có một cái bài tập, đúng không ạ? Một cái bài tập các anh chị sẽ giúp cho các anh chị có thể là sao ạ, mình đi sâu vào bên trong khu vườn tiềm thức của mình, để mà mình kiểm tra lại xem trong cái khu vườn tiềm thức của mình nó có những cái hạt giống nào mà nó tạo ra những cái quả không có được tích cực trong cuộc đời của mình. Chẳng hạn như là sao ạ, cái hạt giống nào nó làm cho mình không tự do về tài chính, cái hạt giống nào nó làm cho mình không có giữ tiền được, cho dù mình làm chăm chỉ rồi trước tới giờ tích góp được mà được bao nhiêu tiền thì hết chuyện này chuyện kia xảy ra, cuối cùng mình không giữ được tiền. Có một cái hạt giống ngay chị nó làm điều này, hoặc là mình sẽ tìm ra được những cái hạt giống nào mà nó làm cho mình không có được khỏe mạnh, nó làm cho gia đình của mình những cái mối quan hệ xung quanh không hòa hợp, không có hạnh phúc nha các anh chị nha. Mình phải tìm ra được những cái hạt giống trong cái khu vườn tiềm thức của mình. Sau khi mình tìm ra được rồi thì mình cần phải sao ạ, mình cần phải cài đặt lại, có nghĩa là mình phải gieo lại những cái hạt giống mà các anh chị mong muốn vào cho khu vườn tiềm thức của mình, thì các anh chị mới có quả các anh chị ăn được. Vì cái quả đây là gì ạ? Quả đây là cái quả thành công, quả thịnh vượng đúng không ạ, cái quả khỏe mạnh, cái quả của cái sự hạnh phúc ha. Thì khi mà trong trong chủ nhật tuần này á, các anh chị sẽ được câu lạc bộ cho các anh chị những cái hạt giống
của sự thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc, và sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách mình sẽ cài đặt vào trong khu vực tiềm thức của mình luôn. Vậy nói các anh chị rằng là cái gì có bên trong có bên ngoài. À, đây là khi mà các anh chị cài đặt vào bên trong rồi các anh chị, thì những cái bắt đầu cái kết quả bên ngoài nó sẽ dần hiển lộ. Mà đây là cái quy trình mà Diễm nói các anh chị cực kỳ quan trọng luôn. Nếu mà anh chị nào ở đây các anh chị đang thật sự mong muốn thay đổi cuộc sống của mình thì bắt buộc nha, các anh chị phải làm cái quy trình này đầu tiên. Tại vì nếu như mà mình không có làm quy trình này đầu tiên mà bên trong của mình có những cái niềm tin giới hạn á, thì cho dù các anh chị kiếm bao nhiêu tiền đi chăng nữa rồi nó cũng lọt ra đường này, nó cũng lọt ra đường kia, cuối cùng mình không giữ được tiền. Có nghĩa là cái đầu tiên mình cần phải làm trên cái hành trình thành công của mình, đó là các anh chị cần phải bắt đầu cài đặt lại cho mình những cái niềm tin của người thành công. Vì sao mình không giữ được tiền, vì sao mình làm chăm chỉ cần mẫn vất vả mà không có được số tiền mình mong muốn, nó đều đến từ những cái niềm tin tư duy bên trong hết các anh chị ha. Nên là anh chị nào ở đây trong buổi sáng ngày hôm nay, các anh chị đang tham gia cái buổi Zoom này của Diễm á, thì chủ nhật này là chúng ta sẽ tham gia nhóm rèn luyện thân tâm trí để mình cùng nhau làm cái quy trình này được các chị ơi. Cái quy trình để giúp cho các anh chị gia tăng cái nhiệt kế tài chính ở bên trong cái tiềm thức của mình. Khi mà mình gia tăng cái nhiệt kế tài chính thì sao ạ? Ví dụ như Diễm nói với anh chị là trong cái phòng của mình hiện tại Diễm đang để nhiệt độ là 21 độ. Và nếu như ở ngoài trời hiện tại đang là 25 độ thì cái phòng của Diễm nó vẫn là bao nhiêu độ ạ? Nó vẫn là 21 độ đúng không anh chị? Ví dụ như cái căn phòng của Diễm để nhiệt độ 21 độ nhưng mà ở ngoài trời đang là 16 độ thì ở trong cái căn phòng của Diễm nó vẫn là bao nhiêu ạ? Nó vẫn là 21 độ. Anh chị cũng giống như vậy đó. Nếu như cái nhiệt kế tài chính ở bên trong của mình được thiết lập là thu nhập của mình lương tháng 20 hay 30 hay 40 hay 50, à, thì cho dù thị trường tốt cỡ nào hay như thế nào ra làm sao đúng không ạ, thì cái cho dù cái chị làm việc cực kỳ chăm chỉ cần mẫn vất vả luôn, cái mức thu nhập của mình nó cũng cỡ đó. Mình muốn gia tăng đúng không ạ, mà gia tăng hoài cũng được. Đó là bởi vì sao ạ? Bởi vì cái nhiệt kế tài chính ở bên trong của các anh chị chỉ được thiết lập ở mức đó thôi. Nên là để mà mình có thể gia tăng cái nhiệt kế của mình đó các anh chị, nên là mình cần mình mong muốn thay đổi cái số tiền mà các anh chị đang có bên ngoài thì mình cần phải sẽ gia tăng cái nhiệt kế bên trong của mình lên, nhiệt kế tài chính ở bên trong của mình lên. Và chủ nhật này chúng ta sẽ cùng nhau đầu đầu tiên là nhận thức được đâu là những cái hạt giống mà các anh chị cần phải loại bỏ. Thứ hai đó là các anh chị sẽ được cài đặt lại những cái niềm tin, những cái tư duy để giúp cho các anh chị có thể gia tăng cái nhiệt kế tài chính của mình đúng không ạ, để bên ngoài ngay lập tức cái nhiệt kế tài chính của mình có thể gia tăng lên anh chị nha. Đây là quy trình quan trọng nhất, quan trọng nhất luôn trên cái hành trình mà các anh chị muốn thay đổi cái cuộc đời của mình. Bao nhiêu số các anh chị rõ rồi các chị comment tôi ạ. Nên anh chị nào ở đây mà các anh chị chưa có tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí thì các anh chị có thể liên hệ trưởng nhóm của mình là mà hỏi điều kiện để chủ nhật này mình có mặt. Chứ chủ nhật này mình không có mặt thì sao các chị, uổng lắm. Giờ các anh chị làm nhiêu tiền mình cũng ra hết thì có phải là mình uổng công uổng sức không ạ? Nha các chị nha.